Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bài 21 trong chương trình Mỗi ngày luyện một câu tiếng Anh. Mình là Linh và mỗi ngày mình sẽ giúp các bạn luyện nghe và nói chỉ một câu tiếng Anh thôi, nhưng sẽ giúp khả năng nghe và nói của các bạn được tăng lên rất rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài ngày hôm nay nhé. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Đáp án của câu vừa rồi là since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Câu vừa rồi có nghĩa là kể từ khi mà virus corona bùng phát ra thì giá cả của tất cả các loại hàng hóa thiết yếu đã giảm xuống. Mình cùng nói lại câu vừa rồi một lần nhé. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích từng cụm và hướng dẫn các bạn nói từng từ chuẩn nhất để tăng khả năng nghe nói của mình nhé. Phần đầu tiên là từ khi mà virus corona bùng phát là since the coronavirus outbreak. Kể từ khi mình dùng từ since. Again, since. Các bạn nhớ bật hết âm S ở đầu và ở cuối của từ. Since. Very good. Virus corona là the coronavirus. Từ corona mình sẽ nói trong tiếng Anh là corona. Again, corona. Và từ virus thì sao? Virus. Again, virus. Và hôm nay thì các bạn đã biết nói chuẩn virus corona là gì trong tiếng Anh rồi đúng không ạ? Bằng cách nói đúng, nhấn đúng trọng âm và nói chuẩn sẽ giúp các bạn nói nghe hay hơn và người nước ngoài cảm thấy dễ nghe hơn rất là nhiều. Cùng nói lại là the coronavirus. Các bạn nhớ nhấn trọng âm nhé. Corona. Âm thứ hai là trọng âm. Corona. Virus thì âm thứ nhất ạ. Virus. The coronavirus. Và tiếp theo, từ một từ mới mà hôm nay chúng ta sẽ học chỉ sự bùng phát hay là sự bùng nổ là outbreak. Say it again. Outbreak. Từ này thì các bạn chú ý phát âm của break, từ âm BR, break. Chú ý mình có âm R hơi kéo lưỡi một chút xíu và có âm K bật ở cuối. Outbreak. Như vậy ạ. Say it again. Outbreak. Và kể từ khi virus corona bùng phát, chúng ta sẽ có cả cụm là since the coronavirus outbreak. Và đây có thể có một chỗ nối âm, mình sẽ nói lại để các bạn tự phát hiện nhé. Since the coronavirus outbreak. Virus với âm S ở cuối có thể nối sang outbreak ở phía đằng sau thành since the coronavirus outbreak. Very good. Và các bạn hãy nhớ nhé, hiện tượng nối âm là một hiện tượng diễn ra rất phổ biến và tự nhiên trong tiếng Anh. Nên các bạn hãy làm quen dần với hiện tượng này để khả năng nghe và nói của mình trở nên dễ hơn. Và nếu với một số từ mà việc bắt chước theo của các bạn hơi khó hoặc hơi mắc, thì các bạn hãy nhớ là mình phải củng cố lại thật chắc 4 âm trong tiếng Anh và phát âm chuẩn tiếng Anh của mình nhé. Với việc củng cố lại chắc phần âm thì việc các bạn bắt chước theo mình nói này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nói lại câu đoạn vừa rồi một lần. Since the coronavirus outbreak. Very good. Thì giá cả của mọi hàng hóa thiết yếu đã giảm xuống. The price of every vital commodity has fallen. Giá cả là the price. Âm PR, price. Và còn có Messi ở cuối nữa. The price. Bạn chú ý nhìn khẩu hình và bắt chước theo mình. The price. Giá của cái gì dùng tới từ of. Và có thể nối âm luôn thành the price of. Các bạn chú ý. Again, the price of tất cả các hàng hóa thiết yếu. Every vital commodity. Tất cả mình dùng every. Again, every. Thiết yếu, quan trọng. Mình có tính từ mới hôm nay các bạn sẽ được làm quen là vital. Again, vital. Và danh từ chỉ hàng hóa. Những từ dài thì có nhiều bạn hay cảm thấy khó học và khó nhớ. Nhưng mà thực ra theo kinh nghiệm của mình, nếu mình học từ vựng theo ngữ cảnh, đồng thời vừa luyện nghe và nói luôn, sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là luyện nghe nói đúng cách và nói có ngữ điệu. Ví dụ như từ commodity, các bạn nhấn đúng theo nhịp, theo quy tắc trong tiếng Anh, mạnh, yếu mạnh.
sẽ làm cho việc nói tiếng Anh trở nên hay hơn, dễ nghe hơn, đồng thời mình cũng dễ nhớ hơn rất là nhiều. Ví dụ như từ commodity, trọng âm vào more mình nhấn đúng không ạ? Cứ mạnh, yếu mạnh, commodity như vậy. Nói hay và rất là dễ nhớ. Mình cùng nói lại là tất cả các hàng hóa thiết yếu là every vital commodity. Và đây có thể trong cái đoạn vừa rồi có những chỗ nối âm như thế nào, mình sẽ nói chậm và dính để các bạn có thể phát hiện ra. The price of every vital commodity. Price of every. Ba từ vừa rồi có thể dính lại với nhau. Price of, nối of với âm V, nối sang every. Of every, như vậy. Và nếu có nối hay không thì còn tùy do người nói nữa. Nhưng thông thường nếu nói dính liền lại, các từ sẽ nối âm như vậy. Mình chú ý để các bạn có thể luyện nghe, đồng thời tập nói một cách trôi chảy hơn nhé. Mình cùng nói lại đoạn vừa rồi là the price of every vital commodity. Giá của tất cả những cái này thế nào? Has fallen, đã giảm xuống. Ở đây là dùng thì hiện tại hoàn thành, nên động từ ở đây được chuyển về quá khứ phân từ 2. Động từ gốc là động từ rơi ngã xuống là fall. Fall về phân từ 2 là fallen. Again, fallen. Và dùng ở thì hiện tại hoàn thành nên là has fallen. Again, has fallen. Mình sẽ không phân tích quá kỹ về ngữ pháp ở đây, mà phần ngữ pháp sẽ được phân tích trong khóa khác. Nhưng bây giờ các bạn cứ làm quen với phần này trước nhé. Mình cùng nói lại cả câu vừa rồi là the price of every vital commodity has fallen. Là giá cả của tất cả các hàng hóa thiết yếu đã giảm xuống. Và virus corona thì đã gây ra rất nhiều hậu quả. Và cụ thể như giá xăng, giá dầu là, hay là giá kim loại, giá nguyên vật liệu đã giảm rất là nhiều. Bởi vì cả cung và cầu trên toàn thế giới đều giảm. Và nó gây ra rất rất nhiều ảnh hưởng. Còn bây giờ thì mình sẽ học lại cả câu vừa rồi nhé. Các bạn nhìn lên màn hình để tập nói cùng mình. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. There again. Say it again. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Very good. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn nói câu vừa rồi theo cách nói của Anh Mỹ. Tuy nhiên trong bài nghe thì lát nữa các bạn sẽ nghe thấy cô nói trong đoạn ghi âm của bài trước là theo giọng của Anh Anh. Và tại sao mình để các bạn luyện nghe phần này lại là phần của giọng Anh Anh? Là mình muốn các bạn được nghe với luyện nghe với cách nói tiếng Anh của nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau, để mình được làm quen và ai nói tiếng Anh thì mình cũng nghe được. Nhưng khi hướng dẫn nói thì mình sẽ hướng dẫn các bạn theo giọng Anh Mỹ, để các bạn nói quen theo cách mà đa phần mọi người nói. 71% số người nói tiếng Anh là dùng theo cách nói của Anh Mỹ. Chính vì vậy khi các bạn nói theo giọng của Anh Mỹ thì đa phần mọi người có thể dễ dàng hiểu các bạn hơn. Và khi các bạn nói Anh Mỹ chuẩn rồi thì việc nghe các giọng tiếng Anh khác cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và trong bài này một lát nữa thì các bạn chú ý nghe xem câu vừa rồi họ nói theo giọng Anh thì ngữ điệu nó sẽ khác Anh Mỹ như thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nói lại một lần cuối cùng, sau đó sẽ chuyển sang phần nghe lại. Are you ready? Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Very good. Bây giờ là lúc để các bạn nghe lại phần đáp án của bài trước rồi. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. Và bây giờ là lúc mà các bạn có thể lấy giấy bút của mình ra để ghi lại những gì mà các bạn nghe được trong câu tiếng Anh của bài ngày hôm nay. Và hãy nhớ là bình luận xuống phía dưới những gì các bạn nghe được nhé. Đáp án chính xác của bài này sẽ có trong bài tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time. We are going into a global recession. We are going into a global recession. We are going into a global recession. Và các bạn hãy nhớ ấn vào nút đăng ký ạ, subscribe ở phía bên dưới, và đặc biệt hãy ấn vào nút quả chuông ở phía dưới để nhận được thông báo mới nhất về những video hướng dẫn học tiếng Anh của mình. Hãy nhớ ấn đăng ký nhé.